Phật tử chân chính, nghĩa là cái người học Phật, thì cái tri thức của người Phật tử là phải biết sợ tội phước, phải tin nhân quả. Đó là những cái giáo lý căn bản nhất, những cái giáo lý về tội phước, nhân quả, nghiệp báo, chúng ta phải trang bị cho mình thật đầy đủ. Từ cái kiến thức đó, từ cái nền tảng đó, chúng ta mới có thể vững bước đi trên con đường thánh đạo. Nếu học Phật mà không sợ tội phước, bài bác nhân quả, coi thường nghiệp báo, thì dù những cái lý thuyết, những cái kiến giải hiểu đến đâu đi nữa, vẫn không thoát khỏi cái nghiệp lực khi nó xảy đến, không có khả năng đối trị nghiệp lực khi nó xảy ra. Thế cho nên hôm trước chúng ta có đề cập đến vấn đề hạnh phúc. Hạnh phúc của người Phật tử, những cái mà chúng ta có được từ cái vật chất cho đến địa vị, mà người ta gọi đó là hạnh phúc, thì của người Phật tử khi có được những cái cuộc sống như ý, cái hoàn cảnh thuận lợi, những cái điều kiện vật chất sung mãn đó, chúng ta có quyền hưởng thụ nó. Điều đó là hợp lý. Tại vì tất cả những cái mà chúng ta có được ngày hôm nay, một phần là do cái thiện nghiệp chúng ta đã tạo tác từ quá khứ, và nó theo ta chiêu cảm trong cái kiếp hiện tại, chúng ta hưởng được những cái phúc quả đó. Một phần cũng do cái sự lao động chân chính từ những cái nghề nghiệp chân chính, nuôi mạng chân chính, từ những cái chất xám mà chính ta tạo tác ra trong kiếp hiện tại này, nó cũng chiêu cảm đến kết quả, nó làm cho cái hoa tươi trái đẹp trong phút giây hiện tại mà chúng ta gặt hái được đó, nó lại thêm tốt hơn, nó thêm đẹp hơn, cuộc sống nó thù thắng hơn, an vui hơn. Thì những cái đó gọi chung là hạnh phúc. Nhưng với cái tri thức của người Phật tử có học Phật, có ánh sáng tỉnh thức chiếu soi cái ý thức của người Phật tử, giúp cho chúng ta cũng thấy được dù đó là hạnh phúc mà ta gặt hái từ cái nền tảng tu tập thiện nghiệp, bố thí, cúng dường, nhưng nó cũng luôn luôn biến đổi. Nó cũng nằm trong thuộc tính vô thường, nghĩa là nó luôn luôn biến đổi, chứ nó không ở mãi. Một số người sợ hãi nó, khi thấy nó biến đổi và họ hốt hoảng, họ sợ nó biến mất đi, nó rời khỏi cái tầm tay của họ đi, cho nên bằng cách này, bằng cách khác, họ chống đối lại, hoặc là họ trốn chạy sự thật, họ tìm quên lãng bằng những cái thỏa mãn giác quan, để họ quên đi cuộc sống của họ đang biến động đổi thay. Vì vậy mà ở xã hội ngày nay chúng ta thấy có rất nhiều các bạn trẻ
cứ vùi đầu trong cái thú vui của nam nữ, cứ đắm đuối ở trong những cái sự hoang lạc của tửu sắc, chơi bời, chỉ cần hưởng lạc trong hiện tại, không cần biết ngày mai như thế nào. Thậm chí có người sợ hãi tìm đến tôn giáo nữa, cúng bái, cầu cạnh, dâng lễ để chi? Để nhờ thánh thần giúp đỡ cho tai qua nạn khỏi. Xin lễ lập cái pháp, cái đàn này đàn kia để cầu cho được bình an. Có những trường hợp như vậy nữa. Học Phật là học sự thật, chúng ta phải nói thật với nhau. Chứ trước bằng Phật mà chúng ta dối nhau để làm gì? Phải thấy rõ. Đấy, vì họ sợ hãi trước những cái mà họ đang có được á, nó luôn luôn nó trong bất an. Họ sợ hãi nó đi, nó biến mất đi. Cho nên bằng cách này, bằng cách kia, một là chạy trốn, hay là quên lãng, hoặc là nương tựa vào một cái lực gì khác, đi cầu cúng, là tìm một cái điểm tựa khác để bảo vệ. Nhưng dù làm thế nào, nó vẫn đội nón ra đi báo trước. Tất cả những cái thành quả mà chúng ta có được, nó luôn luôn nó biến đổi. Nó giống như nước trên cái dòng thác cao nó đổ xuống, nó luôn luôn biến đổi, thay hình đổi dạng. Quý Phật tử hãy hình dung cái dòng thác Đa Tăng La ở Đà Lạt. Tôi chỉ biết đến cái dòng thác đó thôi. Việt Nam mình còn có những cái dòng thác đẹp hơn, mạnh hơn nữa, nhưng ở lớn tôi chỉ biết có cái dòng thác thôi. Nói thác đó bây giờ nó cũng cạn bớt rồi, nó chảy liên tục, không có đổi, không bao giờ dừng đổi. Thì cái hạnh phúc của tha nhân, của thế nhân, của người đời, trong đó có của Phật nữa, luôn luôn biến đổi. Cái thái độ của người Phật tử những cái hiện tượng như vậy, chúng ta xử lý như thế nào? Đương nhiên là nhờ học Phật giúp cho chúng ta tỉnh táo, giúp cho chúng ta không có hốt hoảng, không có bất an. Vì giáo lý nhân quả nghiệp báo mà Phật đã dạy, chúng ta đã hiểu rõ và đã trang bị cho mình thật là đầy đủ. Nên mình nhìn qua cái sự vật, cái hạnh phúc nó biến đổi, chúng ta thấy được cái nguyên nhân của nó. Nguyên nhân khách quan từ chủ quan, chúng ta thấy rõ nó biến đổi, nhưng chúng ta bình an. Vì chúng ta biết cái nhân mỗi ngày chúng ta tu tập tạo tác á, đều là những nhân tố thánh thiện, đều là những cái việc làm tốt đẹp. Cho nên nó biến đổi, nhưng chúng ta thấy nó biến đổi từ ít xích ra nhiều, từ nhỏ nó lớn dần lên, từ phàm nó biến ra tánh, từ mê nó chuyển sang ngộ, phải vậy không? Xấu tu riết sao nhìn mặt đẹp quá, nó cũng biến đổi vậy chứ đâu phải nó y xì vậy đâu. Cho nên chúng ta biết rõ nhân như vậy, cho nên kết quả như vậy, nó luôn luôn biến đổi. Ở thế gian này mà chúng ta muốn tìm một cái gì nó không biến đổi thì không bao giờ có. Gỗ đá cũng biến đổi,
dù tượng đá, dù núi, dù sông vẫn biến đổi, chỉ là vấn đề thời gian, lâu với mau mà thôi. Cho nên mọi sự mọi vật luôn luôn biến đổi. Nên cái thái độ của người Phật tử trước những cái cuộc sống hoàn cảnh hiện tại, chúng ta không hề bấn loạn, không sợ hãi, không trốn chạy, không lo lắng, không bất an. Đấy, tu học để chúng ta có bình yên là ở chỗ này. Mình nhìn thấy nó luôn luôn nó biến đổi, nhưng mà nó biến đổi theo chiều hướng đi lên, vì chúng ta hiểu rõ cái lý nhân quả, tường tận cái thuyết nghiệp báo mà Đức Phật đã chỉ dạy. Cho nên chúng ta luôn luôn củng cố cái niềm tin và siêng năng tu tập để chúng ta mỗi ngày mỗi giờ đều có khả năng chế tác ra những cái nhân tố tốt đẹp. Nó làm cho cái hoa trái hạnh phúc mỗi ngày nó thêm lên, nó lan rộng ra, nó thu hoạch nhiều hơn, đông đúc hơn. Vì vậy mà chúng ta không có gì sợ hãi. Ngay cả các bạn trẻ khi nói lâu lâu soi gương thấy tóc bạc sợ, thấy mặt nó nhăn đi, căng da, sợ nó già đi, sợ nó xấu đi. Nhưng cái đó tâm lý chung. Nhưng mà khi chúng ta học Phật rồi á, chúng ta sẽ mỉm cười trước sự biến đổi đó. Tóc bạc nhìn kỹ cũng đẹp, đẹp láo, phải không? Già mà tóc không bạc, răng không rụng, mặt không nhăn, gối không mỏi thì đúng là thánh. Nhưng mà coi chừng hồi xuân bất tử, rồi nó sanh tật ấy. Nó mọi luôn luôn nó biến đổi. Nhưng trong cái biến đổi đó, chúng ta tìm thấy cái không biến đổi, cái tâm hồn. Lớn tuổi mặc dù, nhưng chúng ta vẫn còn tinh thần tỉnh táo, sức khỏe kiện khang, minh mẫn, sáng suốt. Đó là cái hạnh phúc. Rồi mọi sự mọi vật nó luôn luôn biến đổi. Cái cổ xe chạy cả 70-80 năm rồi thì nó có vấn đề là chuyện đương nhiên. Vấn đề là chuyện đương nhiên. Chúng ta chỉ nỗ lực vun trồng, tưới tẩm, chăm sóc cái cây hạnh phúc, vun bón gốc rễ của cây hạnh phúc. Người trồng cây hạnh người chơi, ta trồng cây đức để đời mai sau. Đó là cái câu nói ví von của tổ tiên chúng ta đã dạy con cháu. Cái gì nó đến, nó đến. Chúng ta không thể nào bắt nó theo ý mình được cả. Không thể nào bắt nó theo mình. Mà nó luôn luôn nó làm theo nó thôi. Nó vận hành theo thuộc tính của nó thôi. Cái cờ phất phới trước gió đẹp quá, nó vận hành theo thuộc tính của nó. Mình không muốn đi cắt cái tấm gì đó, tấm mica gì làm cái cờ, nó chả đẹp gì hết á. Tại vì nó phải vận hành theo thuộc tính trong đó, như vậy nó mới toát lên được cái đẹp của nó và đúng cái bản chất của nó. Mình mà tham gia vào cái là nó biến mất liền. Cho nên nhân quả có cái nhân quả tự nhiên và nhân quả phi tự nhiên. Nhân quả tự nhiên là vậy nè. Sanh lão bệnh tử là nhân quả tự nhiên. Xuân hạ thu đông là nhân quả tự nhiên. Mưa nắng là nhân quả tự nhiên. Sấm sét là nhân quả tự nhiên. Triều cường, nước dâng, nước rút là nhân quả tự nhiên. Cái đó là cái tự nhiên.
Nhưng nhân quả phi tự nhiên. Nếu như có một hành động, có một cái sự can thiệp của ai đó vào đó. Ví dụ như con người vì cái lòng tham cho nên cứ chặt phá cây rừng mà không chịu trồng rừng. Người ta khai thác rừng nhưng người ta phải trồng rừng. Rừng nào được khai thác, loại gỗ nào khai thác nhưng phải trồng lại. Vì khai thác vô tội vạ mà không trồng trọt lại cho nên nó làm cho đất bị khô, bị trơ. Khi mưa về thì không còn cây để giữ nước, ngăn nước. Vì vậy mà có những cái lũ nó sạt, nó làm cho trôi cả những màu mỡ, trôi cả những cái thôn xóm. Thì cái mưa lũ đó phi tự nhiên, nó nằm trong nhân quả, không còn tự nhiên nữa, tại vì có con người can thiệp vào. Chúng ta trồng trọt, hoa trái nó tự nhiên theo mùa của nó, nhưng vì mình cũng lòng tham thôi, mình muốn cung ứng cho thị trường lúc nào cũng có, cho nên mình dùng những cái loại thuốc kích thích. Thế là từ ở chỗ nó đúng ngày đúng tháng nó ra hoa, nó kết trái, bây giờ mùa nào cũng có xoài hết, mùa nào cũng có sầu riêng hết. Đó là những cái nhân quả không còn tự nhiên, mà cái sau lưng của vấn đề đó là những cái họa. Chúng ta ăn những cái hoa trái mà không tự nhiên đó, nó không đủ cái tính âm dương của nó, nó sẽ làm cho những cái hormone trong người chúng ta cũng thay đổi. Rồi nó lửng lửng, nó cũng không tự nhiên nữa. Có một cái ông Phật tử đó, ông ở ngoài Lâm Đồng, không biết ông có quy y chưa, nhưng tại ông thấy ông đến chùa chơi gọi Phật tử thôi. Tôi cũng ít có kiểm tra lý lịch của họ lắm. Nhưng mà khi pha trà uống, họ hỏi trà này ở đâu? Trà này của Đài Loan, con mới dám uống. Chứ trà của Lâm Đồng Bảo Lộc con không dám uống. Của đạo hữu trồng trà mà? Dạ, nhưng con không dám uống, tại vì theo cái thị trường bắt buộc như vậy, cho nên con phải dùng một thuốc kích thích, phải dùng cái thuốc kích thích để cho cái đọt trà nó lúc nào nó cũng phải ra, thay vì phải mất bao nhiêu thời gian, một tuần hai tuần nó mới đâm chồi này, phải kích thích liên tục để bẻ cái chồi nhỏ non đó. Vì vậy cho nên con bán đi chứ con không dám uống. Chết chưa? Vô tình là lời sám hối. Đó, cái nhân quả mà có cái tư tâm sở của con người can thiệp vào, tức là hành động mà có chủ tâm, nó kết nghiệp. Nghiệp là cái sức mạnh của cái hành động đó, của cái lời nói đó. Nó có một cái ma lực, nó bám giữ và nó lôi kéo mình. Nhưng có những cái nghiệp thiện thì nó giữ mình ở trong cái môi trường bình yên, nó lôi kéo mình về hướng thánh thiện, thì không nói làm chi. Điều đó là chúng ta phải tu tập, phải chế tác ra. Như đằng này nó là cái nghiệp xấu, những người tiêu dùng như thế nào thì chuyện họ chịu trách nhiệm, không có bảo hiểm, tiền lợi nhuận có được chúng ta bỏ túi. Nhưng mà nó từ ở những cái khổ đau, bệnh tật, người tiêu thụ gánh chịu, chúng ta giữ cái tiền đó trong túi, thì cái tiền đó là những cái thằng giặc nó đến với ta, nó sẽ làm cho cuộc sống chúng ta bị xáo trộn, bất an, và mai mốt nó ra đi cũng ở trong cái khổ đau, bệnh tật, bất an, tương xứng với những gì mà chúng ta đã gây ra, dù chúng ta chỉ là gián tiếp hay trực tiếp đều có ảnh hưởng nhân quả. Vì vậy cuộc sống của chúng ta có được, người Phật tử có tuệ giác, chúng ta
có quyền hưởng thụ những thành quả của mình, nhưng mình luôn luôn bình yên trước cái hiện tượng là hạnh phúc đang thay đổi. Đang thay đổi, nhưng nó thay đổi, mình thấy nó đang thay đổi theo chiều hướng đi lên. Ngày xưa chúng ta chỉ là một người bình thường, chưa hiểu Phật gì, hay than vãn, hay kêu trời, hay trách đất. Nhưng nay chúng ta học Phật rồi, chúng ta sẽ mỉm cười. Mỉm cười trước cái công việc nó đang biến đổi, và chúng ta biết nó sẽ đi đâu. Cho nên chúng ta bình an, không có hốt hoảng, không có vang vái, không cầu cạnh, không có cần phải cúng lễ để mà tìm ai bảo vệ cho mình cả. Quý Phật tử hiểu chỗ này. Tôi không biết nói những cái gì cao xa đâu. Tôi chỉ chia sẻ lại những cái mà hàng ngày người tu phải tâm niệm như vậy. Để làm gì? Để mình có bình yên. Nhờ vậy mà chúng ta vững lòng tin tưởng trước cái đạo lý tỉnh thức, chấp nhận khép mình an trú trong cái môi trường tỉnh thức, thực hành theo đạo lý tỉnh thức, soi sáng bởi hào quang tỉnh thức. Chúng ta nguyện khép mình, đó là chúng ta quy y Phật. Dù chúng ta chưa thốt ra là đệ tử nguyện trọn đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, đó là cái nghi thức mà chúng ta thường tuyên thệ. Nhưng nếu chúng ta hiểu Phật và chúng ta phát nguyện, dù mình chưa nói ra, nhưng trong tâm mình, trong cái hành động mình, lời nói mình, nguyện khép mình vào trong ánh sáng tỉnh thức, nguyện đi trên con đường tỉnh thức, tin tưởng đạo lý tỉnh thức, để được soi sáng cái đường đi nước bước của mình. Đó là chúng ta đang quy y Phật bảo trên lý. Chắp tay trước Đức Phật là sự. Sự và lý đi đôi với nhau. Hằng ngày chúng ta tự quy y Phật, đó là chúng ta phát nguyện quy y Phật đó, nương tựa Phật đó. Và chúng ta thấy, hiểu biết nhân quả thế gian, hiểu biết nhân quả xuất thế gian. Nhân quả thế gian tức là Đức Phật dạy khổ và tập, khổ đế và tập đế, đó là hai lớp nhân quả thế gian. Những cái hiện tượng khổ đau bất an đang xảy ra đó, không có đấng thần linh nào mà ghét bỏ chúng ta, dùi dập chúng ta, giáng họa cho chúng ta. Nhớ rằng không có một đấng thần linh nào có quyền năng để mà xử phạt chúng ta. Dù là chúng ta thấy có những cái hình ảnh thập điện minh vương, 18 cửa ngục ở trong sách, hoặc ở những ngôi chùa cổ có những cái tiêu tượng, đấy chỉ là những cái sự thể hiện, những hình ảnh để khuyến thiện trừng ác. Ngày xưa không có cái tài liệu nhiều, không có phương tiện nhiều như là sách báo, phim ảnh để giáo dục. Cho nên các tổ ngày xưa dùng những cái phương tiện vẽ tranh, vẽ tượng để treo đó. Tôi có một người chị bà con, lúc nhỏ ngày rằm viết đi chùa, thì chùa ngày xưa hai bên cái nhà khách thường treo những cái bức tranh thập điện. Chỉ đi chùa chỉ coi xong rồi chỉ về, chỉ sợ quá, không dám ăn thịt, không dám ăn cá nữa, sợ tội. Đó, những hình ảnh đó là để giúp cho mình biết sợ tội, cho nên phước sanh. Giây phút nào mà chúng ta không biết sợ tội thì cái họa đến. Đó là những hình ảnh để khuyến thiện trừng ác. Những cái vị thần Kim Cương Mật Tích, hai vị Kình Sơn Trì Sứ ở phía trước chùa mình này, hai ông thần Kim Cang trợn mắt. Đó là sự thị hiện để giáo dục. Chứ không có ông thần nào, không có ai để mà
ghét bỏ chúng ta hay là giáng họa chúng ta đâu, mà do cách sống của chúng ta không hiểu biết nhân quả. Cho nên khi nói chúng ta tin tưởng hiểu biết nhân quả thế gian, tức là biết đây là khổ, nhưng đây là nguyên nhân đưa đến khổ. Tập đế là cái nguyên nhân, nó nhóm họp những cái nhân tố để tạo ra một cái hoàn cảnh khổ đau. Thấy khổ nhưng mà biết tập. Tập là cái nhân, khổ là cái quả, nhân quả của thế gian chúng ta hiểu rõ. Tôi thí dụ, bất chợt mình thấy sao người ta cứ khen ngợi mình hoài. Mình quán chiếu, mình thấy thật ra thì mình cũng không có cái gì lỗi lầm. Mình không để cái gì mà hiềm trách ở nơi người. Mình luôn luôn nói lời đúng với sự thật, làm đúng với chân lý. Cho nên có thể từ đó mà người ta quý mình, ta khen mình. Mình nguyện sẽ nỗ lực tu tập hơn nữa để xứng đáng những cái sự yêu mến của người. Nhưng qua nhân quả mình biết là đời trước mình không có chê người ta, cho nên mình mới hưởng được cái lời khen. Còn nếu đột nhiên người ta chê mình, đừng có buồn, cũng quán chiếu và thấy rõ, mình có cái gì sai đây. Khi nhìn kỹ thấy rõ mình có cái lời nói sơ suất, có hành động bất kính như thế nào đó, hoặc có những cái lời lẽ cộc cằn, những thái độ trịch thượng làm cho người ta chê dèm. Cho nên mình cảm ơn vì cái lời nhắc nhở. Người ta chê là người ta, nếu ở cái nhìn ở cái góc độ tích cực á, mình phải cảm ơn cái người đó, tại vì người ta nhắc cho mình. Vì vậy mình nguyện sẽ chừa bỏ, thay đổi, cảm ơn họ. Còn nếu như mình không có những cái điều sai lầm mà họ chê bai mình, thì có thể đó là lời cảnh sách nhắc nhở, mình sẽ không phạm vào điều đó. Còn nói theo nhân quả, bây giờ mình không thấy mình có cái gì sai, mà tự nhiên họ hỏi đời trước chắc mình cũng dữ tợn lắm, bây giờ trả quả, phải không? Quý Phật tử hiểu như vậy mình thấy mỉm cười được chưa? Mỉm cười được. Có một tượng Di Lặc, tượng Bố Đại Hòa Thượng ngồi cười toe toét. Có 5 đứa trẻ, đứa móc tai, đứa móc mũi, đứa chọt lét, đứa giật chuỗi, đứa móc rún, mà ngài cười. 5 đứa đó là lục tặc, 6 thằng giặc của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mắt thì nó hiện ra ngoài, tai, mũi, lưỡi, thân thì nó hiện ra, thấy thằng ý nó núp trong đó. Cho nên tôi nói lục tặc nhưng có 5 đứa thôi. Nó lúc nào nó cũng chọc ghẹo, nó phát phá, nhưng mà ngài vẫn cười. Nhìn qua cái tôn tượng đó, phần nhiều mình thấy được trang trí vào cái dịp Tết để nhắc nhở cái gì? Người học Phật đừng để ngoại cảnh nó tác động. Đừng để cái cảnh duyên nó lôi kéo. Và mình phải an trú trong cái lý nhân quả, hiểu biết rõ nhân quả. Cho nên mọi sự vật nó đang diễn biến, mình mỉm cười. Không phải mỉm cười ngạo mạn nha, không phải mỉm cười theo kiểu mà coi thường, khinh đời, không phải. Mỉm cười tại vì mình không bị động thì mình bình yên. Có bình yên rồi cười mới tươi. Quý Phật tử có hiểu cái từ gọi là cười gượng không? Cười gượng cái miệng nó méo xẹo, chụp hình cũng không đẹp nữa, phải không? Thầy cười giùm con chút, nó không ra gì hết đó. Chụp tấm hình cứ coi cái muốn bỏ đi thôi. Nó tự nhiên thì nó mới đẹp. Vì mình hiểu rõ lớp nhân quả thế gian, rồi nhân quả xuất thế gian, mình cũng hiểu rõ.
Nhân quả xuất thế gian là diệt và đạo. Diệt là cái kết quả, đạo là nguyên nhân. Đạo là con đường, là phương pháp để giúp cho mình chấm dứt những cái tập nhân, không còn chịu lấy cái quả khổ nữa. Hiểu được đây là khổ, đây là nguyên nhân kết hợp ra khổ, đây là diệt, tức là đây là sự chấm dứt nguyên nhân, và kia là con đường, để cái phương pháp để giúp chúng ta chấm dứt những cái nguyên nhân mà tập hợp ra khổ đạo. Như vậy chúng ta có thể chuyển nghiệp, có thể thay đổi cái vận mạng của chúng ta, chứ không ai thay đổi, không ai có thể thay đổi cho chúng ta cả. Quý Phật tử phải có cái chánh kiến như vậy. Dù hàng ngày chúng ta lại Phật tụng kinh, như lễ Đại Bi Sám Pháp, lễ Ngũ Bích Danh, hay là lễ Kinh Pháp Hoa đó, chúng ta thấy là điều là thấy là ví dụ xin cho con biết tất cả pháp, xin cho con lên thuyền Bát Nhã, xin cho con được giới định đạo, xin cho con được thân pháp tánh, xin cho con lên núi Niết Bàn. Có nhiều người nói, xin cho con được khỏe mạnh, xin cho con được bình an, xin cho con được đủ thứ hết. Nhưng những lời đó thật ra không phải là chúng ta van xin ở nơi Phật, mà chúng ta cam kết con sẽ làm như Phật dạy để con đạt được cái sự bình yên, hạnh phúc, thần thông diệu dụng như Phật. Cái đó không phải là xin, mà là lời cam kết phát nguyện. Nhưng nói cho nó dễ hiểu. Cho nên Đức Phật nói một pháp mà người bậc thượng cũng hiểu, bậc trung cũng hiểu, bậc hạ cũng hiểu. Những người mới sơ cơ khổ đau quá, đến chùa đang nghe cái lúc này là xin cho con được bình an, đó Phật dạy vô đây thì Phật sẽ giúp cho bình an, cái họ bắt đầu họ đi chùa. Đó là dẫn dụ, cái câu nói đó họ cũng nghe lọt tai, phải không? Còn họ nói thưa thầy con khổ quá, nhờ thầy kêu Phật giùm con đi về. Ở đây đâu có vụ đó, là chúng ta mất hết rồi, mất hết cái quần chúng bình dân rồi. Đạo Phật không phải như vậy. À được, cô vô đây, cô nói tên họ đi, rồi ngồi đây, tôi tụng kinh, cô tụng theo. Đầu tiên thì họ bình yên, họ thấy được che chở, được bảo hộ. Trong giây phút họ lắng yên hết những cái lo âu, trong giây phút họ nghe kinh như vậy đó, tự nhiên họ chế tác ra được một cái công đức, chế tác ra được một cái năng lượng. Chính cái năng lượng đó nó sẽ đẩy những cái gì không cùng tần số bình yên của nó ra khỏi. Cho nên trong giây phút tụng kinh xong, tụng kinh xong thấy nó nhẹ quá. Họ nghĩ như là Phật đang giúp cho họ. Nhưng dần dần á, họ hiểu ra cái bình yên này là tự mình tu tập mà chế tác ra. Cho nên Đức Phật nói một lời, một pháp ai cũng có thể tiếp nhận được, tùy theo cái trình độ của họ mà họ hiểu theo cái mức hiểu của họ. Nhưng dù hiểu như thế nào vẫn giúp cho họ có bình yên trước cái đã. Dù cái bình yên đó họ nghĩ rằng là ai lại đem lại cho họ. Thế cho nên hiểu rõ lý nhân quả để làm gì? Để chúng ta đặt mình vào trong cái phương pháp đó, đặt mình vào trong cái trọng tâm đó, để mình nỗ lực tu tập. Hiểu rõ lý nhân quả để mình đặt mình vào trong con đường của thánh đạo, mình sẽ đi theo con đường của bát chánh đạo. Đó là chúng ta đang quy y pháp, đang con về nương tựa pháp. Nương tựa đang phải ngồi giữa ghế vậy nè, nương tựa lại là những lời Phật dạy, chúng ta ứng dụng trong lời nói, hành động, ý nghĩa của mình. Mình sống như thế nào để biết sợ tội phước, tin nhân quả, do nên mình không tạo tác những cái nhân bất thiện.
hiểu được cái quả này nó đến vì cái nhân này đã gây. Hiểu được mình đang gây cái nhân này, nó sẽ chiêu cảm đến cái quả kia. Cho nên mình mỉm cười, muốn ăn trái ngọt thì phải trồng hạt giống ngọt. Muốn ăn trái chua, phải trồng hạt giống chua. Đấy là mình đặt mình vào trong cái con đường thánh đạo. Và nhờ đó giúp mình hiểu rõ nhân quả, tin tổ phúc, biết sợ tội, cho nên phúc nó sanh. Phúc đức sanh trưởng, tức là cái khả năng giúp mình loại bỏ những cái tư tưởng xấu, những cái lời nói xấu, những cái hành động xấu. Có thể tạm hiểu như thế này: công đức hay phước đức, hiểu cách đơn giản thôi cho dễ hiểu, là cái lời nói này không đưa đến đổ vỡ thì lời nói đó là công đức, lời nói đó là phước đức. Hành động này không đưa đến chia rẽ, nghi kỵ, khổ đau, hành động đó là phúc đức. Suy nghĩ này đưa đến bình yên, không để lại nó cứ thao thức dằn vặt, thì cái tư tưởng đó là công đức. Lời nói hành động mà có hàn gắn xây dựng, đưa đến bình yên, thì đó là phúc đức. Còn cái người giàu hay nghèo là tự ở nhân quả đời trước họ có bố thí cúng dường, họ có gây cái gì đó mà ngày nay họ hưởng quả thôi. Nhưng mà nếu họ hưởng quả mà họ không chịu tu tập thì nó đến với họ rồi nó đi, nó đến cửa trước nó đi cửa sau. Quý Phật tử hiểu rõ như vậy, vững lòng tin như vậy, thì tự nhiên mình sẽ có bình an. Và mình luôn luôn thực hành năm giới, mình nương theo cái lời dạy của thầy, của đoàn thể tăng già, tu tập đúng chánh pháp để mình được dắt dìu, được yểm trợ, hay nói có người để mình được thỉnh vấn, phải không? Ví dụ những buổi nói chuyện thế này nè, những buổi mà quý Phật tử về nghe pháp thoại từ hòa thượng, hay những buổi sinh hoạt thế này là những buổi để chúng ta thỉnh vấn, tức là có những cái thắc mắc không hiểu cứ hỏi, đó là quy y tăng. Có người để mình được chăm sóc, để được dắt dìu. Khi mình hiểu được như vậy rồi thì mình nguyện thực hành theo lời Phật dạy, thực hành theo năm giới, mở cái tâm từ của mình để biết bố thí, biết chia sẻ. Tại vì đó là cái hành động đẹp, và để làm cho cái phúc quả của mình nó luôn luôn nó sinh sôi nảy nở ra. Thế cho nên hiểu rõ như vậy, cho nên chúng ta xử lý tình huống khi nó xảy đến, chúng ta không có những cái khổ đau, không có lo lắng, không có bất an. Nhờ mình bình yên vậy cho nên mình trì một cái câu kinh, nó chế tạo được một cái năng lực rất là hùng hậu. Đọc một bài kệ, cái năng lượng nó rất là rộng lớn, nó có thể đẩy lùi tất cả những cái tai chướng, những cái gì xấu xa nó không đến với thân. Tôi thường đến mỗi chủ nhật mà qua đây phụ trách nói chuyện với quý Phật tử, tôi đến sớm sợ kẹt xe. Tôi đến mà tôi thích nhất là ở chỗ quý Phật tử tụng chú nghe nó rền rền hay lắm, hay lắm. Cái năng lượng đó, nếu nó từ ở cái tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh, khẩu ý thân ở trong cái sự trong sáng trì tụng, nó chế tác ra một cái từ trường rất là mạnh. Quý Phật tử có bao giờ đứng gần cái máy phát điện chưa? Có bao giờ đứng gần cái máy đèn đó? Hồi xưa hay bị cúp điện, có cái máy đèn nhỏ nhỏ mình giật nó nổ đó. Nó nổ đều rồi mình đứng một hồi mình thấy cái hơi nóng từ máy đèn nó hừng hực hừng hực. Có bao giờ đã trải qua cái giây phút đó không? Nó hừng hực ra.
ở Sài Gòn có phước hơn ở cái vùng quê. Vùng quê là chùa nào cũng có cái mái đèn, nhà nào khá lắm mới có. Cho nên mỗi lần cúp điện là phải giật mái đèn. Nó hừng hực cái mình đứng ngồi mình chịu, nó phải lùi ra. Thì cái từ trường tu tập của chúng ta cũng giống vậy đó. Chúng ta tu tập lúc nào cũng giữ lời nói, hành động và suy nghĩ cho thanh tịnh, và lại có cái sự tu tập miên mật á. Mỗi lần chúng ta đọc một câu kinh thôi, hay một bài kệ, một câu chú gì, bằng chuyên tâm nhất ý, nó miên mật rồi nó phát ra một cái từ trường. Cái từ trường đó đó, nó là cái tần số của bình yên, của thánh thiện, của an lạc, của giải thoát. Cho nên nó lan rộng ra, một người, nhiều người cùng tạo một cái từ trường mạnh, nó lan rộng ra mấy do tuần, nó lan rộng ra mấy cây số. Trong cái phạm vi đó, những cái gì mà nó bất an, nó sợ hãi, nó khổ đau, nó bị cái từ trường này đánh bạc nó ra. Tu tập khoa học lắm chứ không có phải là kiểu mà thần quyền mê tín đâu. Cho nên chúng ta không cần đuổi tai họa, nhưng tai họa tự vắng bóng. Không cần phải cầu phước báo, nhưng quả phúc luôn hiện diện. Vì sao? Vì chúng ta chế tác ra được một cái năng lượng. Không chỉ dừng lại ở mỗi tuần chủ nhật, mà chúng ta ý thức được sự tu tập, nó giúp cho mình có bình yên, giúp cho mình có khả năng chế tác ra những cái quả phúc như vậy. Cho nên về nhà chúng ta cũng có một cái thời khóa riêng cho mình, và chúng ta lập trình cho mình một cái chương trình tu tập. Dù chúng ta đi làm hay chúng ta ở nhà hay ở trường học, ở cơ quan, lúc nào chúng ta cũng giữ lời nói, hành động và ý nghĩ chúng ta trên cái tần số tu tập đó. Cho nên mỗi ngày mình đều chế tác ra và mình duy trì nó, phát huy nó, làm cho nó lớn mạnh lên. Hiện tại có bình yên, có an lạc, tương lai nhất định sẽ có an lạc giải thoát. Vì vậy tôi muốn nói rằng là người Phật tử chân chính là người biết sợ tội phúc, tin tưởng nhân quả, và lúc nào cũng giữ thân khẩu ý cho thanh tịnh. Rồi hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta như thế nào đó, chúng ta có quyền hưởng thụ. Nhưng nhờ có tuệ giác cho nên chúng ta không hưởng hết, mà biết nó, đem nó ra để mà gầy dựng thêm, gieo trồng thêm, để lúc nào chúng ta cũng có được bình yên, có được hạnh phúc. Quý Phật tử nghe kịp cái ý này chưa? Tôi hôm nay nói đến đây thôi. Tất cả những cái điều mà tôi vừa chia sẻ đó là những cái điều rất là bình thường, và thật ra đó là những điều chúng tôi phải luôn học tập, ứng dụng hàng ngày. Thì muốn chia sẻ đến quý Phật tử để chúng ta có cái chánh kiến, để mình thấy mình mỗi ngày đã và đang trở thành người Phật tử chân chính. Người Phật tử chân chính là người sống có nề nếp, tin nhân quả, sợ tội phúc, biết nghiệp báo. Trên tinh thần tu tập, chúng ta muốn bình yên, chúng ta sẽ được bình yên, vì chúng ta đang gieo trồng những cái nhân tố bình yên. Cầu Phật gia hộ cho đại chúng có nhiều sức khỏe.